Xin chào. Như các bạn đã biết thì cái 3D Max 2016 nó đã xuất hiện. Và nó đang tạo lên một cái xu hướng mới. Có thể coi là như vậy. Nó có rất nhiều tính năng mới. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái tính năng rất là hay. Mình nghĩ tính năng này đáng có từ rất lâu rồi. Bây giờ mình sẽ vào trang chủ. Tool Desk này, vào 3D Max này. Đấy, thì trong phần phần này, đây là những cái tính năng của nó này, tính năng mới thì các bạn có thể thấy là rất nhiều những tính năng mới, có khoảng như ở đây nó báo là có khoảng 17 tính năng mới. Trong phần animation cũng có. Đấy, dựng hình và texture cũng có. Rendering này. Đấy. Ví dụ như trong phần rendering có thêm physical camera này. Bây giờ không cần thiết phải physical bằng camera ray nữa. Camera target của nó đã có thêm tính năng physical. Đây có rất nhiều tính năng mới. Mình sẽ giới thiệu một tính năng mà mình thấy là rất là hay so sánh với cả Mac 25. Trước tiên thì mình sẽ so sánh về cái tốc độ khởi động. Đây là mình bật Mac 26 này. Đấy, thì bạn thấy là nó mất tầm khoảng 20 đến 30 giây gì đấy. Còn đây là Mac 25 này. Đấy, nhìn chung về cái quá trình khởi động của hai cái Mac này thì không khác nhau nhiều lắm. Về giao diện, cái Mac 2016 nó có thêm một vài công cụ mới ở đây. Ví dụ đây là công cụ render 360 này, thì mình sẽ giới thiệu các bạn sau. Đây là một cái gallery của nó, show những cái sản phẩm render. Thì các bạn có thể kích vào đây này, nó như một cái thư viện để các bạn có thể tham khảo các cái mẫu thiết kế. Đây các bạn thấy là sẽ có rất là nhiều ở dưới này. Gallery đây có rất nhiều. Đấy, để mình có thể tham khảo thôi. Giờ mình sẽ mở một file bất kỳ. Ví dụ như vậy. Chung là tốc độ mở file của hai cái này không khác gì nhau nhiều. Thì có một tính năng mà mình muốn giới thiệu, Mac 2016 có này. Thì khi các bạn dựng hình ấy, các bạn dê chuột vào một đối tượng, mình sẽ thấy là nó được đánh dấu ngay. Nó hiện lên này. Đấy. Nó sáng lên. Nhưng Mac 2015 thì không có. Các cái đời Mac thấp hơn thì cũng không có. Để chọn được những đối tượng này các bạn phải kích chuột thì mới thấy là nó sáng lên, mình mới biết được là mình đang chọn đối tượng nào. Đấy. Thì đấy là một cái nhược điểm mà mình nghĩ là Mac 16 là một có cái tính năng này sẽ rất là tiện. Ví dụ khi đây mình muốn chọn đối tượng nào mình dê chuột vào này. Đấy. Nó sẽ báo sáng lên. Như vậy khi mà mình chọn những cái đối tượng mà nó chồng lớp với nhau ấy như thế này này, rất là dễ. Theo mình thấy là rất là dễ. Nó không giống như là cái Mac 25 và các đời Mac khác, để chọn được những đối tượng này sẽ rất là khó. Không phải là khó, nhưng mà đôi khi các đối tượng chồng lớp với nhau nhiều quá thì các bạn thấy đấy là một điều khá là trở ngại. Đấy. Đấy, ví dụ mình muốn chọn nguyên cái đồ vật này, chỉ cần dê chuột vào mình biết mình đang có thể chọn được ngay đối tượng nào. Bạn có thể thay đổi cái điều chỉnh
bằng cách là vào trong phần customize này, các bạn chọn lựa chọn này, preference, chọn sang mục viewport thì nó có một cái lựa chọn là section preview highlight này. Đấy. Cái này chính là cái chức năng là khi mình di chuột vào đối tượng nó sẽ sáng lên. Thì ở đây các bạn có thể điều chỉnh, ví dụ mình sẽ chỉ dùng mình sẽ bỏ đi. Đấy, thì nó lại quay trở về như bình thường, dê chuột vào không có gì thay đổi cả. Session highlight ở đây phần preview. Đấy, preview là cái dòng mà khi các bạn dê chuột vào, còn section là cái dòng mà khi đối tượng được chọn. Giả sử nha, khi là mình chọn là preview dạng overlay thì khi dê chuột vào đối tượng sẽ sáng lên một kiểu, nó sẽ sáng lên kiểu mờ mờ như này, đường viền của nó không sáng. Còn cái chế độ outline là nó sáng đường viền thôi. Đấy, nó chỉ sáng đường viền này. Ok. Còn section. Ví dụ này section này. Thì khi chọn đối tượng đấy, thì nó mới sáng lên như vậy. Đấy. Thì các bạn thấy thế nào hợp lý với các bạn thì bạn làm. Theo mình thì có thể để chế độ preview thôi. Preview để overlay và outline, còn section chỉ cần để overlay thôi để mình phân biệt được là mình đã chọn rồi hay mình đang di chuột vào. Đấy, nó sẽ dễ dàng hơn. Ok. Đấy, như ban nãy mình có nói là cái Mac 25 này có rất nhiều tính năng, các bạn có thể tham khảo trên trang chủ. Ví dụ như là tính năng physical camera, đây là một tính năng mình rất là thích. Mình đã khám phá được nó, một có tính năng mà được cho là thông minh nhất trong cái Mac 216 này. Đấy là cái Mac Creation Graph. Nhưng cái này thì mình thấy là nói chung là dựng hình mà không không cần yêu cầu quá cao thì không cần phải tìm hiểu tính năng này, vì nó thực sự là nó mà là một cái thách đố người 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 dùng, vì thực sự nó là một tính năng khá là khó. Vâng, xin chào các bạn.